23. Cố Triệu Lễ, cút ra đây cho tôi. Cảnh Thế Tâm, cậu bị điên à? Cảnh Thế Tâm, cậu điên sao? Rốt cuộc là gì sao? Cố Triệu Lễ, anh vì tư thù cá nhân mà không quan tâm đến việc lớn quốc gia, không quan tâm đến tính mạng bao nhiêu người dân vô tội. Anh chính là một tên vô liêm sỉ. Tôi không biết gì hết. Đừng nói nhiều lời nữa. Đủ rồi. Dừng tay. Thiếu soái, về tin tức nhà họ Cảnh bại trận, tôi đã biết rồi. Nhưng tôi lấy tính mạng ra đảm bảo, chuyện này không liên quan gì đến Triệu Lễ hết. Bởi vì ở tiền tuyến thiếu soái thiếu đạn dược, Triệu Lễ muốn viện trợ cho cậu mới đột nhiên nhận lô đạn không rõ nguồn gốc đó. Còn về kết quả cuối cùng thành ra như vậy, tuyệt đối không phải ý của nhà họ Cố. Thiếu soái bại trận, vô cùng phẫn nộ, tôi có thể hiểu được. Nhưng còn trẻ đừng quá manh động. Tôi khuyên cậu cho Ngũ Hợp Đường chúng tôi một chút thời gian. Tôi nhất định sẽ tra rõ ngọn ngành sự việc này, để cho hàng trăm binh sĩ nhà họ Cảnh đã hy sinh một câu trả lời chính đáng. Bỏ súng xuống đi, để thiếu soái ra ngoài an toàn. Tất cả đừng động đậy, để đề phòng sau này Cố Triệu Lễ tiếp tục gây ra những chuyện mất nhân tính. Các người bắn chết tôi thì tùy, nhưng tôi nhất định phải giết chết anh ta, diệt trừ mối họa cho bách tính Giang Đông. Triệu Lễ, Triệu Lễ, Triệu Lễ, lão gia, lão gia, lão gia, cha, cha. Cha. Tất cả đứng yên.
Tôi đã đem quân bao vây nhà họ Cố các người rồi. Cố Triệu Lễ, cậu dám động vào một sợi tóc của Thế Tâm, tôi sẽ săn bằng nhà họ Cố các người, khiến các người vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Được thôi, ông thử xem. Triệu Lễ, thả cậu ta đi đi. Cha, lấy đại cục làm trọng. Buông súng xuống. Thế Thầm, đi thôi. Đại phu, thế nào rồi? Chúng tôi cố hết sức rồi. Cha, Triệu Lễ, nhớ kỹ lời cha từng nói với con nhớ rồi. Tất cả lấy đại cục làm trọng. Cha, Cố Lang Xâm này nửa đời phiêu bạc, giang sơn nửa đời chìm chìm nổi nổi, lúc đầy lúc dơi. Đến nay khó tránh khỏi số mệnh, đã không thể cứu vãn được nữa.
ngũ hợp đường là tâm huyết cả đời của cha. Bây giờ con đã đủ lông đủ cánh, cha sẽ không ràng buộc con nữa. Cha, nhưng có một điều con phải nhớ kỹ. Ngủ trong ngũ hợp đường là cha, là con, là Tiêu Dương, là Triệu Chí, là mẹ hai. Cha tin là con có thể bảo vệ sản nghiệp nhà họ Cố. Bình thường cha chưa từng nói với con, là bởi vì cha tin con. Triệu Lễ, con cầm lấy đi, cha giao cho con. Cầm lấy. Cha mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Cha, Cố Lăng Xăm chết rồi. Tình nghĩa huynh đệ giữa tôi và Triệu Lễ không thể nói lại nữa. Con đường phía trước chỉ có một mình tôi tự đi. Cho dù như vậy đi nữa, cảnh thấy thăm này vẫn phải kiên trì đi tiếp. Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, còn có rất nhiều người cần tôi bảo vệ. Tôi càng mạnh mẽ, không sợ hãi điều gì, dũng cảm tiến lên. Được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Lão gia. Mẹ từ từ thôi. Lão gia. Cha. Lão gia. Lão gia. Sao ông nói đi là đi như vậy chứ? Cha. 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 Con trai về rồi. Con trai về rồi. Cha. Là cậu, đồng nghịch tử. Cậu bắn chết cha cậu có đúng không? Bà hai, đây là chuyện hiểu lầm. Im mồm. Hiểu lầm. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, buông tôi ra. Cố Triệu Chí, buông tôi ra. Hôm nay là lễ tang của cha, không cho phép cậu hỗn sự. Anh còn mặt mũi nhắc đến cha? Cha bị anh hại chết. Cố Triệu Lễ, đồ khốn nạn, buông tôi ra. Nhị thiếu gia, Triệu Chí, mặc đồ tang vào. Đội khăn mặt đồ tang vào. Hôm nay là ngày cha con lên đường, con khiêng quan tài cho cha con. Cha. Lão gia, xin ông hãy yên nghỉ. Cố Lăng Sâm chết hay lắm. Chết hay lắm. Cảnh Thế Thâm ngộ sát đường chủ Ngũ Hợp Đường. Lần này tôi xem như nhà họ Cảnh làm sao đứng vững ở Giang Đông này. Dựa vào cái gì để chống lại bổn tư lệnh đi? Thù Giảng Sinh. Có. Cậu đúng là tài năng, liệu sự như thần. Lần này tôi nghĩ hai nhà Cố Cảnh thực sự không đội trời chung nữa rồi. Thưa tư lệnh, lần này Cảnh Thế Thâm ngộ sát Cố Lăng Sâm là chuyện thuộc hạ chưa từng nghĩ đến. Đây là ý trời. Ý trời. Các cậu nghĩ mà xem, đến ông trời còn đứng về phía của bổn tư lệnh. Bốn tư lệnh không thống nhất Giang Sơn làm sao mà được? Dừng. Tư lệnh hồng phúc khắp thiên hạ. Hay lắm. Bốn tư lệnh có hai viên hữu tướng, một văn một võ như hai người, cũng là ý trời. Tối nay bốn tư lệnh muốn bài tiệc trong phủ để tẩy trần cho các cậu. Tạ ơn tư lệnh. Trưởng quan có lời muốn nói. Cho tới hôm nay, tôi vẫn luôn nghi ngờ về thân thế của cậu.
Nhưng tôi vẫn phải thừa nhận cậu là một nhân tài có trí tuệ. Nếu như có một ngày cậu phản bội tư lệnh, người đầu tiên lấy đầu cậu chính là Ô Lan Tề tôi đi. Nhưng nếu cậu toàn tâm toàn ý phò tá tư lệnh, Ô Lan Tề này cũng không phải đàn bà. Tôi nhất định sẽ kề vai chiến đấu cùng cậu, cho dù thịt nát đầu rơi. Thuộc hạ tuân lệnh. Anh còn nhớ những lời anh nói với em trước phần mộ cha, lúc ông ấy qua đời không? Anh nói em phải sống cho thật tốt, đó mới là tâm nguyện của cha em. Đó cũng là điều em muốn nói với anh ngày hôm nay. Tất cả đều là việc ngoài ý muốn thôi. Anh không cần, không cần quá trách bản thân mình. Em đi đi. Em đừng đi được không? Đừng rời xa anh. Đừng rời xa anh được không? Thật ra em chưa từng nghĩ sẽ rời xa anh. Ngồi đi, ngồi đi. Đầu bếp hôm nay làm sao thế này? Không biết bản tư lệnh có khách quý sao? Bản tư lệnh, thức ăn hôm nay không phải là do nhà bếp làm. Thức ăn hôm nay không phải nhà bếp làm.
Vậy thì ai làm? Nói tiếp đi, rốt cuộc là ai làm? Thức ăn hôm nay là tiểu thư làm à? Nghe nói cha đánh thắng trận, muốn tiếp đãi khách quý. Con gái cũng rảnh rỗi nên đích thân xuống bếp làm mấy món, coi như thay cha chúc mừng, tận hiếu với cha. Thực sự là con làm sao? Con gái cũng không biết làm gì ngon lắm, nên làm mấy món thông thường đơn giản. Hy vọng cha và hai vị khách quý dùng bữa vui vẻ. Được lắm, được lắm, được lắm. Hai cậu đúng là có phúc. Thức ăn tối nay là do bảo bối của tôi đích thân làm đấy. Hôm nay tôi cũng được thơm lây. Đến tận bây giờ tôi mới chỉ uống canh được của nó làm thôi, chưa bao giờ được ăn cơm nó làm đâu. Tôi cũng coi như được thơm lây từ hai vị rồi. Cảm ơn đại tiểu thư. Ngồi đi, ngồi đi. Rót rượu. Được rồi. Cảm ơn. Nào, vì cái chết của Cố Lăng Xăm, vì bổn tư lệnh có hai vị phò tá cùng đoạt lấy Giang Đông, cạn ly. Mẹ, con hỏi mẹ một việc. Tại sao mẹ lại không cho con đi chịu tang cha cùng với Cố Triệu Lễ vậy? Người chết như đèn tắt, sự hiếu thuận sau khi chết đều là hư không. Con còn việc quan trọng hơn phải làm. Chuyện gì vậy? Đoạt lại địa vị đứng đầu Ngũ Hợp Đường. Mẹ, nhưng mà Cố Triệu Lễ mới là con trưởng danh chính ngôn thuận. Cho dù con muốn đoạt lấy cũng là sau khi tìm cơ hội rồi bỏ anh ta sao? Mẹ nói cha vừa mới chết, mẹ nói vào giờ phút quan trọng như vậy con đi tranh giành với người ta, đó không phải là để mọi người cảm thấy Cố Triệu Chí con bất trung bất hiếu à? Con làm gì còn tư cách tiếp quản Ngũ Hợp Đường? Cố Triệu Lễ đúng là con trưởng danh chính ngôn thuận, nhưng đó là việc trước khi cha con mất. Vậy ý của mẹ là con quên cha con chết như thế nào rồi sao? Mẹ, mẹ muốn con lấy chuyện Cố Triệu Lễ và cảnh thấy thăm ngộ sát cha con để làm trò cười sao? Đó không phải chỉ là trò cười, đó là món quà lớn nhất cha con để lại cho con. Con nghĩ mà xem, trước đây con có gây chuyện như thế nào cũng vô ích, đó là vì không có lý do chính đáng. Nhưng bây giờ Cố Triệu Lễ lỡ tay giết chết cha con, chỉ cần dựa vào điều này, nó đã ngã xuống vực sâu vạn trượng, đủ để con đạp nó dưới chân, có chết cũng không ngóc đầu lên được. Không phải chứ mẹ. Vậy tại sao nhất định phải là lúc này? Không phải mẹ bắt buộc con chọn thời điểm này, là vì không gặp được lúc nào thích hợp. Bây giờ làm thì tốt rồi, cha con mất là một thời cơ tốt. Cố Triệu Lễ không phải người dễ đối phó đâu. Cậu ta biết điểm yếu của mình nằm ở đâu. Nếu con không chớp lấy thời cơ này, cậu ta sẽ ăn đến mức không còn chút bã nào đâu. Không phải mẹ bảo con là một đứa con bất hiếu, mà đều là do cha con nợ con, là ông trời đã an bài để ông ấy bị Cố Triệu Lễ bắn chết. Đây là thời cơ quá tốt, có lẽ cơ hội cuối cùng mà cha con để lại cho chúng ta.
tuyệt đối không được bỏ lỡ. Uống đi. Hôm nay bốn tư lệnh rất vui. Đúng là rượu ngon. Được, cậu cứ uống tiếp đi. Bốn tư lệnh đi nghỉ trước đi. Cậu uống nhiều một chút. Đi. Nào, cậu làm cho tốt. Dân, làm tốt rồi thăng quan phát tài thu giảng sinh. Thu giảng sinh, những món này đều do đại tiểu thư làm. Ăn hết đi. Tôi còn có việc quân, không uống cùng mọi người được. Đại tiểu thư vất vả rồi. Vất vả, cảm ơn. Món ăn cô làm ngon quá. Tiếc là bọn họ không có phúc, chỉ ăn được mấy miếng. Vậy anh ăn nhiều một chút. Cô còn mang theo giấy bút trong người sao? Gần đây tôi thích nói chuyện với mọi người. Tôi thấy mang theo cái này rất thuận tiện. Tiếc là tôi không biết ngôn ngữ cử chỉ. Nào, tôi kính cô một chén. Cảm ơn. Tiểu thư, thủ lượng của anh tốt vậy sao? Từ khi tôi đổi thành Thù Vạn Sinh, chưa từng uống say lần nào. Tôi cũng không biết là vì sao. Tối nay tôi cùng anh uống, không sai không về. Cô uống giỏi vậy sao?
Anh có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện không? Lúc uống rượu, hai người phải nói chuyện. Tôi cũng không thể cứ uống rượu kể chuyện, nhìn cô viết chữ được. Ý tôi là cô có thể dạy tôi ngôn ngữ cử chỉ không? Như vậy chúng ta có thể nói chuyện tiện hơn. Cô, tôi, nhảy sông. Vượt tường. Vẫn là vượt tường. Anh ta, cô, tôi, anh ta. Là tốt. Người. Người. Cô là người tốt. Vậy con thỏ có phải như thế này không? Con cá dưới sông bơi bơi bơi. Đây là cá. Đây là sông. Cá. Còn có cả rùa nữa. Ba ba. Là cái này. Còn có con vịt. Còn có ngỗng. Ngỗng. Còn gì nữa? Chảy mồ hôi. Trái tim. Ăn trái tim. Ha 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 ha.